nổi óc cục khi nghe Thảo và Quân kể về câu chuyện giấc mơ khi thấy mẹ về. Thảo kể, thấy mẹ con về con rất mừng, mẹ đứng ngoài cửa mẹ kêu Thảo ơi đi cùng với mẹ không con. Thì cũng trong giấc mơ đó Thảo lại thấy ba mình cản lại, không cho Thảo đi cùng mẹ. Và để hiểu rõ câu chuyện giấc mơ mà Thảo cùng Quân thấy mẹ gọi kêu đi như thế nào, kính mời cô chú, anh chị em hãy tiếp tục theo dõi buổi sáng hôm nay của Thanh Liêm chia sẻ nha. Kính mời cả nhà. Gao cà na không? Dạ còn. Còn ha? Dạ. Vậy hai anh em học lớp mấy rồi? Dạ, độ trường là con lớp 7. Rồi từ rồi mẹ em bắt tới giờ là con có thấy không? Dạ có. Thấy mẹ hả? Dạ. Con thấy gì sao? Con thấy là mẹ về, mẹ ngồi ở trong buồng, mẹ nói chuyện với con quá trời luôn. Đúng rồi. Mẹ nói là ở với bà ngoại nha, đừng có đi đâu chơi chứ, ở với bà ngoại. Mẹ nói gì đấy ha? Dạ. Rồi con có nghe lời không? Dạ có. Khóc nữa rồi kìa. Chắc con nhớ mẹ ăn nhiều lắm hả? Dạ. Con nằm trên bao con gặp và sáng con khóc liền hả? Đứt ruột ha. Mẹ nó không nở á. Cho nó thấy để mẹ nhìn dẫn. Hai vợ chồng mất hết rồi. Con gái có gặp mẹ không con? Có. Dạ. Mẹ con nói gì? Mấy giấc mơ trước thì con không thấy mẹ nói gì trơn. Có bữa đó con nằm trên bao á, con gặp mẹ đứng ở ngoài á, con đứng ngoài cửa, cái mẹ kêu con mèo ơi, cái nói mẹ chịu nói chuyện với con rồi hả, cái mẹ nói đi theo mẹ là con, cái con tính đi theo cái ba đó, không biết ba đi ra lo cho mẹ không cho con đi. Chán đó, mẹ nó kêu nó heo quá đúng không, ba nó chắc biết đó. Năm nhắc tới mẹ chứ hai đứa khóc hết trơn nè. Nhớ mẹ dữ không? Nhớ mẹ nhiều dữ không? Dạ nhớ. Lúc đó mẹ con có tật hả? Dạ, nhỏ mẹ con bị té. Rồi sao nữa? Mẹ con bị té cái cắm đầu xuống đất đó chứ. Cái nó đôn cái xương lên á. Con mấy tuổi rồi anh trai? Dạ con 14. Rồi dạ em con? Dạ 12. 12 ha. Giờ chỉ còn hai anh em sống còn lại ha. Dạ. Con học lớp mấy rồi Quân? Dạ tủ trường tới con lớp 7. Còn Thảo? Dạ tủ trường tới con lớp 6. Lúc đó là ba con mất bao lâu rồi tới mẹ con mất? Dạ ba con mất gần 1 năm rưỡi là tới mẹ con mà. Ba con lúc đó bị gì mất con? Dạ bị bệnh tim. Mất xong rồi năm rưỡi rồi tới mẹ luôn. Tim qua phổi nữa. Rồi mẹ bệnh gì biết không? Dạ mẹ suy thận suy tim. Suy thận suy tim luôn. Bây giờ là hai đứa sống với bà ngoại ha. Dạ. Hàng ngày thì lúc đó là đi học, là còn mẹ sống là mẹ cho tiền hay gì? Dạ mẹ cho tiền con đi học. Lúc mẹ sống thường thường mẹ nói gì với con? Mẹ nói là tụi con gái nhọc đi. Tụi con gái nhọc đi để nữa nuôi mẹ. Mà mẹ bỏ con mẹ đi rồi. Không nuôi mẹ được nữa.
con không có nuôi mẹ được rồi ha. Dạ, không có nuôi mẹ được. Mẹ bỏ con mẹ đi rồi. Ngày đó mẹ nói là mẹ ở với tụi con, gì nào tụi con lớn mẹ phải đi được, mà sao mẹ bỏ con mẹ đi sớm. Bây giờ con nhớ là những cái lời đó là con buồn ha. Dạ. Đúng là hai bé này nó nhẫn tâm ha, vô tâm ha. Có thấy cha mẹ không, cũng như là ba mắc rồi xong rồi còn mẹ, còn mẹ cũng mắc luôn. Bất hạnh. Bất hạnh. Bất hạnh chồng bất hạnh. Lạc lầu. Ta có cha có mẹ. Ngày thường con cơm có kêu mẹ không? Dạ có. Kêu ba kêu mẹ ha? Dạ. Mẹ còn dặn con gì nữa? Dạ mẹ đã dặn con rồi. Mẹ dặn con có nhiều đó cháu ơi. Con nhớ mẹ. Con nhớ mẹ lắm. Trước khi mẹ mất có nói gì với con không? Dạ không. Anh Thảo, trước khi mẹ mất lúc nhất chịu trong viện mà mẹ còn á, mẹ chưa mệt á, con đi mua trà đường vô, mẹ nói mẹ hẹn trà đường, cái con đi mua trà đường vô, cái mẹ kêu con lại, mẹ vuốt vuốt cái mặt của con, vuốt vuốt cái đầu của con, rồi mẹ cười, rồi mẹ kêu con đi đâu đó, đi đi, rồi tới đó là mẹ mệt rồi mẹ về nhà rồi mẹ đi luôn. Như là mẹ ấy con lần cuối đó. Sợ có cái này nè, từ lúc qua đây tới giờ chú không thấy bên nội con. Dạ bà nội con ở dưới ông môn á chú. Vậy đó hả? Tới năm 749 ngày của mẹ con á, con có điện rồi mở mai lên chờ á chú. Bởi vì chú cũng có thắc mắc rồi, cũng có khán giả hỏi sao con bên nội con ở đâu mà không biết. Hôm nay chú mới hỏi nè. Lúc là trước đó, thời điểm mà ba con bé này ở bệnh viện á, lúc đó là bên nội nói chung là cũng lén lút mà lên thăm bà nội á, bà có chồng sao phải quân đúng không? Dạ. Đó thì mỗi lần thăm con phải lén lút, nếu mà thăm con mình á như là ba con bé này nè là về là bị la, bị gầy, bị đánh luôn. Đây là bên ngoại ha. Bên nội. Ở bên đây nè. Đây là bên ngoại. Nhà này của Tư Thị nó cắt cho. Cũng như bên nội con là bà nội con có cái đời sao ha. Có ông nội sao ha. Dạ. Nên bà nội con đi cũng khó khăn ha. Dạ. Mỗi lần thăm con mình là phải lén lút. Về là trễ rồi là về nó kiếm chuyện, không chửi, quánh. Có mẹ nó lại đây thường phải không? Hèn chi, tới ngày hôm nay mới hiểu cái câu chuyện là như vậy. Không có nhiều khán giả cũng đề cập đến vấn đề bên nội nữa, tại sao mà để hai cháu nó vậy. Hôm nay qua lại mới hỏi nè. Rồi vậy hai tụi con vậy có trách nội không? Dạ không. Vậy không trách nội luôn hả? Dạ. Chắc nó biết. Nếu như bà nội nó đi thì bà nội nó bị nhằn nhọc, bị la chữ nữa. Bởi vì ở với ông sao rồi nè. Bởi vì cũng khó, cũng khổ cho hai đứa nhỏ. Bà ngoại con cũng đi cầu quẹt ha. Dạ, ngoại con hồi đó là nó đi dọn xương, mới đi với bà té, bà gãy xương đó chú. Ừ. Đi vòng vòng trong nhà thì ngoại con đi hỏi cần chống tó, còn đi xa xa ra ngoài đường, đồ lội vòng vòng, ngoại con không chống tó. Nhưng mà cái chân của bà thì xà lơ hơi bên rồi, nghe dạ. Quăng bên rồi. Bên thấp bên cao. Ừ, bên thấp bên cao. Vì hai anh em vậy là sống nương tựa nhau, ở cái gì có một cái nhà duy nhất ở giữa đồng, có sợ không? Dạ không luôn hả? Dạ. Rồi lúc đó là tụi con đi bắt ốc, bắt cua là bắt ở đâu? Dạ bắt ở ngoài ruộng á chú. Bắt về ăn hay là mình bán? Dạ bắt về có khi ăn có khi bán. Trời ơi, giỏi vậy ha. Nhớ bà mẹ nó khóc ha. Thì điểm đó là lúc ba nó bệnh trước á, là bé Thảo rồi nè, nó bán tiền sờ giấy số, đổ nắng đổ mưa, bán về là mua thuốc cho ba nó. Ừ. Rồi
sau đó thì mẹ nó cũng vậy nữa, cũng tương tự như vậy nữa, cũng bán từng tờ giấy số về nuôi mẹ nữa. Giờ con không có bán nữa hả? Dạ, đi học con có bán. Đi học không bán mà đi học có bán ha. Dạ. Con đi bán gì rồi, con có bạn bè không có nói gì không, có chê con gì không? Dạ không. Lúc trước kìa có chê tụi con không? Có khi dễ con không? Lúc trước đó nha. Dạ, bây giờ. Có. Nói gì con? Nói con nghèo, không có đi học, không có đi học, mấy bạn được đi học chơi, con nghèo không chơi với con. Nghèo không chơi với con. Lúc đó con sao, có buồn không? Dạ không. Sao không buồn? Người ta chơi, con đi bán con lo cho mẹ mà. Rồi mấy bạn con thì không đi bán, mấy bạn con thì nhà khá giả thì mấy bạn có ba mẹ nuôi, rồi mình không, ba mẹ mình bệnh thì mình tự đi bán mình nuôi ba mẹ mình lại. Con không có suy nghĩ gì ha. Mình không giận bạn luôn, không buồn luôn. Rồi mình thấy vậy mình cố gắng mình đi bán kiếm tiền cho cuộc sống ha. Trang nó hai đứa, đứa này cũng thương ba mẹ nhiều. Có hiếu. Ba trời nó hai đứa này có hiếu rất mà. Có hiếu lắm. Nếu mà mình lúc đó mà mẹ con không có mất, mẹ con bệnh mà mẹ con nằm chỗ vậy đó, con có chấp nhận không? Dạ, chấp nhận. Mình nhìn thấy mẹ được rồi ha. Dạ. Rồi con muốn con làm gì để con nuôi mẹ? Dạ, có khi con đi học buổi sáng thì buổi chiều con lãnh giấy số cũng bán. Mẹ con nuôi mẹ luôn. Con muốn mẹ con mất ha. Dạ. Con thường không có đúc nhang con gái mẹ con không? Dạ có, con giá cho mẹ con về cõi an lành đi, phù hộ cho mẹ con ở với tụi con, nuôi tụi con. Trời ơi, nếu mẹ nó mà mắc thì nó là hai đứa này là kiểu như cô cúc luôn á. Minh nội thì như vậy. Minh nội cũng có ông cha dượng, ông nội dượng. Đau khổ. Mà mấy cậu con cũng đi làm hả? Dạ đi làm mướn ở ngoài Bình Dương chứ. Mướn rồi ha. Dạ. Hồi tối con ngủ con có niệm Phật cho mẹ không? Dạ có. Có ha. Dạ. Niệm Phật cho ba với mẹ luôn hay gì? Dạ ngồi đây niệm Phật cho ba với mẹ. Ngồi chăn chú chứ còn hờ lắm ha. Dạ. Trời ơi có hiếu dữ ha. Bữa nào cũng vậy con? Dạ niệm cho mẹ con được về cõi an lành. Mấy đứa thì nó sống tình cảm á, nghĩ đi hai đứa. Sống nội tâm. Không có cha mà cũng không có mẹ, khổ giữa đồng không nhân phận vậy nè. Trước nhà nó đâu có gì đâu, không có gì hết. Nhưng mà cũng người ta giúp đỡ ha. Bên Hoàng Hảo á, là cắt. Cắt tiền chế bằng cây. Rồi con đi học trường gần không? Dạ trường con ở dưới chợ chứ. Xa không con? Dạ 5 cây số. 50 số rồi con chạy bằng xe đạp chứ mới xe đạp điện ha? Dạ xe đạp. Hai anh em đi chung chiếc hay đi riêng? Dạ, tại con học buổi sáng nên con đi riêng, em con học buổi chiều. Mèo đục, mèo hay vậy? Dạ, con chó. Chó hả? Chó đâu hả? Dạ, ở đâu? Nuôi ở dưới sàn đó chứ. Vậy đó. Một con chó, con mèo. Bự luôn, chó bự không? Dạ, nó con nuôi nó từ 2017 tới giờ chứ. Chó là già rồi. Con còn năm rồi đó. Con chó mà hồi đó mẹ con còn sống đó chú. Con chó lại nhà thì cậu Tám con nuôi ở trên kia. Là con chó này lúc đó mẹ con còn sống, mẹ con xin nuôi đó hả? Dạ. Từ 2017 tới giờ chú. Đó con nó lại đây nó Quân nó cho cơm ăn. Nó ở dưới sàn đó, ngoài đồng đâu nó lại đây nó ở.
còn có khóc luôn hả? Dạ có chứ. Có ha. Dạ, tôi nhớ mẹ con nhiều lắm. Nhớ mẹ nhiều ha. Dạ. Vì chứ con trai là nó thương mẹ nhiều thôi. Đó thì thấy mấy bé có một câu đó cũng chia sẻ đó, thì cũng được anh chị đó cũng thương, cũng tạo cái duyên lành cho mấy cháu nó tiền nó đi học. Thứ nhất là chị Nguyễn Tiết là 3 triệu. Cái thằng của cô Nguyễn Tiết nè, Nguyễn 3 triệu nè. 3 triệu cũng biết lại. Không đếm đi con. Không đếm lên con. Lớn rồi. 3 triệu. Rồi thứ hai là của chị 500.000. Tina ở Hội An, phố cổ Hội An là 500. Rồi 3 triệu rưỡi. Rồi thứ ba là chị Giàu 200. 2 triệu 7. Chị cuối cùng là 500 đó là chị Nguyệt Trà Vinh. Chị Nguyệt ở Trà Vinh 500 là 4 triệu 2. Còn điếm tổng cộng là đủ 4 triệu 2 không? Ừ. Con gửi lời cảm ơn đến ông bà cô chú đi. Con cảm ơn ông bà cô chú đã cho tiền con với anh hai con học. Con cảm ơn ông bà cô chú rất nhiều. Con chúc ông bà cô chú khỏe, luôn dồi dào sức khỏe, sống vui, cười. Con cảm ơn rất nhiều. Rồi con. Dạ, con cảm ơn ông bà cô chú đã cho tiền hai anh em con để tiếp nối ước mơ cho anh em con đi học. Con cảm ơn ông bà cô chú rất nhiều. Nói tới bất mơ là sao con nói cho mọi người biết anh? Dạ, ông bà cô chú tạo điều kiện cho con đi học. Điều kiện là ước mơ của nó lắm. Nghe nói thành tích con học là như thế nào cho mọi người biết chút được không? Dạ, con học sinh giỏi. Còn bé Thảo? Dạ, con cũng học sinh giỏi. Là bằng khen không ạ? Quá trời, bằng khen luôn. Hai con em còn bên đây chị giấu tên chịu nữa. Chị giấu tên chịu nữa nha. Cầm vô đây. 5 triệu 2. Chịu nữa. 5 triệu 2 đó nha con ơi. Cô dấu tên đó, con cảm ơn cô đây là cái chị dấu tên đó. Con cảm ơn chị. Con vì cho tiền không, con cảm ơn cô rất nhiều. Con sẽ cố gắng học giỏi, không làm cô thất vọng, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, con cảm ơn cô ạ, Đì đã cho tiền hai anh em con đi học. Con hứa là con sẽ học giỏi, con sẽ có ích cho xã hội. Cảm ơn cô. Có quần áo này kia đầy đủ chưa? Hôm qua có mua thì nó chưa có gì hết trơn á. Mua giày cho nó, giày giày quay hậu cho nó, rồi nón, rồi quần áo. Mỗi bé là 3 bộ cho nó thay đổi đó, nắng như mưa đó. Đi mua 1 bộ, 2 bộ, không đủ mua 3 bộ luôn. Mỗi bé 3 bộ luôn. Nghe con giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Cố gắng học tập nha. Dạ. Rồi mấy chú chào con nha. Dạ, chào mấy chú, chào ông bà.